Đội tuyển Afghanistan sẽ thi đấu trong bộ trang phục màu trắng. Cho đến lúc này thì đã có khá đông các khán giả đã đến với sân Mỹ Đình để chuẩn bị cổ vũ cho đội chủ nhà ở trong trận đấu ngày hôm nay với đối thủ Afghanistan. Đây là tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài chính là ông Abdul Hussein Mohamed, người Bahrain. Trợ lý 1 là ông Mohamed Salman. Trợ lý 2 là ông Abdullah Saleh Androwaimi. Cả hai đều là những người Bahrain. Trọng tài bàn là ông Issa Ali Ali. Và chúng ta hãy cùng đến với đội hình ra sân của hai đội. Đây là đội hình xuất phát của đội tuyển Afghanistan. Các cầu thủ gồm có thủ môn mang áo số 22 Hamidullah Wakili, số 2 Afsani Alikhin, số 3 Hassan Amin, số 4 Harun Farudin, số 7 Zubair Amiri, số 8 Fasanur, số 10 đó là đội trưởng Faisal Sayeste, số 11 Amiri, số 16 Milad Inteza, số 20 Milad Salem và số 21 là Sharif Mohammad. Huấn viên trưởng của đội tuyển Afghanistan là huấn viên người Đức, ông Otto Pfister. Còn đây là đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Trần Sức Công Thành là thủ môn mang áo số 23 Nguyễn Tuấn Mạnh. Các cầu thủ còn lại gồm có số 2 Âu Văn Hoàn, số 3 Vũ Ngọc Thịnh, số 4 Bùi Tiến Dũng, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 7 Lương Xuân Trường, số 10 Nguyễn Văn Quyết, số 11 Nguyễn Anh Đức, số 14 Nguyễn Huy Hùng, số 16 Nguyễn Công Phượng và số 18 Đinh Thanh Trung. Như vậy là cả hai đội trưởng của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay đều là những cầu thủ mang áo số 10. Bên phía đội tuyển Afghanistan là cầu thủ mang áo số 10 Sayeste, còn bên phía đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Văn Quyết. Về cơ bản thì đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay là đội hình kế thừa từ đội hình mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đã sử dụng ở trong trận đấu mà đội bóng của chúng ta thắng các cầu thủ Campuchia với tỷ số là 5-0 trong trận đấu cách đây chừng hơn một tháng. Đây là huấn luyện viên Park Hang-seo, trận đấu đầu tiên trên cương vị là huấn luyện trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo, và hiệp 1 của trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Afghanistan cũng đã được bắt đầu. Ở trận đấu lượt đi trên sân trung lập thì hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Đó là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam lúc đó vẫn được dẫn dắt bởi cựu huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Một đường chuyền dài của các cầu thủ Afghanistan. Với lợi thế về thể hình thì chắc chắn là các cầu thủ Afghanistan ngày hôm nay sẽ dựa nhiều vào lối chơi bóng bổng và những đường chuyền dài để tiếp cận khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh một cách nhanh nhất và gây sức ép lên khung thành của đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu lượt đi thì đứng trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam là thủ môn Huỳnh Tuấn Linh của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Còn ở lượt về này, thủ môn bắt chính là thủ môn Tuấn Mạnh đang chơi bóng cho câu lạc bộ Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam. Một tình huống xử lý tỉnh táo của Âu Văn Hoàn. Khác với nhiều dự đoán thì ngày hôm nay Âu Văn Hoàn là người chấn giữ bên hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam trong đội hình xuất phát, thay vì Văn Thanh, cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ở trận đấu lượt đi thì 4 cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đó là Văn Thanh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và A Hoàng. Lượt về này thì đã có những sự thay đổi. Trong khi đó, so với trận đấu mà đội tuyển bóng của chúng ta thắng Campuchia với tỷ số 5-0 thì chỉ có một sự thay đổi duy nhất, đó là việc người đá cùng với Xuân Trường ở phần giữa sân ở trận đấu ngày hôm nay là Nguyễn Huy Hùng chứ không phải là Nguyễn Hoàng Thịnh. Ở đợt tập trung lần này thì Hoàng Thịnh đã không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Vừa rồi là tình huống tranh chấp mà người phạm lỗi là Công Phượng. Theo quan sát của chúng tôi thì dường như huấn luyện viên Park Hang-seo đang bố trí sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1 cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay, với tiền đạo Anh Đức đá cắm, lùi phía sau là Công Phượng. Một quả đá phạt cho đội tuyển Afghanistan.
một pha chéo bóng bổng vào trước khung thành của Tuấn Mạnh, nhưng cầu thủ đội bàn đã không băng vào kịp. Bóng đi rất xoáy ở tình huống đá phạt vừa rồi. Trên lý thuyết thì đội tuyển Afghanistan vẫn chưa hết cơ hội. Nếu như có 3 điểm ở trận đấu ngày hôm nay, đồng thời kết quả của những trận đấu còn lại có lợi, thì Afghanistan vẫn có thể giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, cơ hội đó là vô cùng ít. Pha không chéo bóng của Đinh Thanh Trung. Pha xử lý của Công Phượng, nhịp không, rất nỗ lực. Mặc dù vậy thì bóng đã đi ra ngoài sân. Các cầu thủ trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay đều đang là những cầu thủ có được phong độ cao trong áo của các câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia. Những vòng đấu gần đây đều đã chứng kiến việc Văn Quyết, Công Phượng hay là Anh Đức đều đã lập công cho các đội bóng của mình. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay sẽ là điều mà người hâm mộ tò mò được nhìn thấy. Sau một quãng thời gian không thật dài, huấn luyện viên Park Hang-seo làm việc cùng với các cầu thủ. Ở những phút đầu tiên thì chúng ta đang phải đối mặt với một đội bóng có thể hình rất tốt và đang phải làm quen với những tình huống bóng bổng mà đối phương tạo ra. Pha phối hợp lên bóng không thành công của các cầu thủ Afghanistan. Ở tình huống này thì các cầu thủ Việt Nam đã áp sát rất nhanh, khiến cho đội bàn không có được một tình huống phối hợp thành công. Hầu hết những cầu thủ trong đội tuyển Afghanistan hiện nay đều đang thi đấu ở nước ngoài. Phần lớn đang thi đấu ở Đức, ở Hà Lan, ở Bỉ, Thụy Điển hay Đan Mạch. Và trong một buổi họp báo trước trận đấu này diễn ra vào ngày hôm qua, thì đội trưởng của đội tuyển Afghanistan CSC đã tiết lộ rằng đa số các cầu thủ Afghanistan sang Việt Nam thi đấu lần này chưa từng một lần đặt chân về quê hương Afghanistan. Họ sinh ra, lớn lên và chơi bóng ở nước ngoài, chủ yếu là ở châu Âu từ bé. Văn Quyết, bóng đến chân cao thủ Afghanistan. Bóng đang đi ra phía sau cầu môn của Tuấn Mạnh. Dễ dàng nhận thấy Afghanistan đang rất tích cực, sử dụng sở trường của mình là những pha bóng bổng. Trong những phút vừa qua thì đối thủ đang dâng cao đội hình. Khả năng áp sát của chúng ta đang bị hạn chế khi đối thủ đang thi đấu quyết liệt và kèm người chặt ở khu vực giữa sân. Xuân Trường rất tốt. Đường chuyền vừa rồi là của Công Phượng. Bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Wakili. Một pha phối hợp hay của đội tuyển Việt Nam. Dũng, đúng là các cầu thủ đội bạn áp sát rất nhanh và khiến cho các cầu thủ chúng ta gặp khó khăn để có thể phát triển bóng lên phía trên. Anh Đức, quả ném biên dành cho đội tuyển Afghanistan. Các mũi nhọn của chúng ta là Công Phượng và Anh Đức đang bị theo kèm rất chặt. Cho cầu thủ Afghanistan đưa bóng vào, đánh đầu không vào,
một pha bay người cứu thua xuất sắc của thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh. Đó là pha bóng nguy hiểm nhất kể từ đầu trận và nó được dành cho đội khách Afghanistan. Cú bay người đánh đầu là của số 8 Fasanur. Lần này thì Tuấn Mạnh đã một lần nữa chọn điểm rơi chính xác. Những phút vừa qua, tiền đạo cắm Anh Đức đã phải lùi rất sâu để hỗ trợ phòng ngự cho các đồng đội. Chân sút của câu lạc bộ BKMX Bình Dương lúc này đã có 12 bàn thắng tại giải vô địch quốc gia và vẫn đang chạy đua trong cuộc cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới. Dù đội bóng BKMX Bình Dương của anh đang trải qua một trong những mùa giải có thành tích kém nhất trong nhiều năm vừa qua. Văn Quyết. Số trưởng. Trong những pha bóng tay đôi thì rõ ràng là cao thủ Afghanistan đang là những người chiếm ưu thế. Olivier Otto Fister của đội tuyển Afghanistan đang chủ trương một lối chơi áp sát và dùng sức mạnh để giúp cho đội bóng này chiếm lĩnh khu vực giữa sân và không cho cao thủ của chúng ta có thể phối hợp cùng nhau. Rất tốt. Phản bóng của Công Phương đã qua được một cầu thủ của Afghanistan và sau đó thì Công Phương đã bị phạm lỗi. Một tình huống tăng tốc của Công Phương. Xuân Trường đang đứng trước bóng và sẽ thực hiện quả đá phạt này dành cho đội tuyển Việt Nam. Xuân Trường rất có thể sẽ là hạt nhân trong chiến lược xây dựng lối chơi của đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bóng vẫn trong chân đội tuyển Việt Nam, Văn Hậu. Thêm một quả đá phạt nữa cho đội chủ nhà. Trong một tuần tập luyện vừa qua, đoàn Văn Hậu nhận được rất nhiều lời khen của huấn luyện viên Park Hang-seo. Những tình huống vừa rồi cho chúng ta cảm nhận về sự tự tin của các cầu thủ trên sân. Những pha xử lý cá nhân rất khéo đang mang đến những cơ hội thực hiện các quả đá phạt trực tiếp dành cho đội tuyển Việt Nam. Và đây là một góc sút có thể sẽ mang đến một quả đá phạt lợi hại dành cho đội bóng của chúng ta. Công Phượng đã không ít lần ghi bàn từ những tình huống như thế này. Đó thường là những pha treo bóng vào góc cao khung thành của đối phương. Công Phượng lần này là một cú dứt điểm xếp. Toàn bộ đội hình của đội tuyển Việt Nam đã tràn sang phần sân của Afghanistan. Âu Văn Hoàn, Huy Hùng vẫn còn dứt điểm. Đó là pha xử lý của Đoàn Văn Hậu. Dù bị đối phương áp sát từ phía sau nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn kịp xoay trở để tung ra cú dứt điểm bóng đi đập đất. Sayed Zay. Đội bóng của chúng ta quả thực đã có những tình huống làm nóng cầu trường sân Mỹ Đình. Và lại có thêm một tình huống lên bóng nữa, Lương Xuân Trương. Luôn có rất đông những cầu thủ áo trắng ở khu vực giữa sân. Có một cầu thủ đóng vai trò khá quan trọng trong đội hình của đội tuyển Việt Nam ở những trận đấu vừa qua là Đinh Thanh Trung.
ở trong những phút vừa rồi chưa thể hiện được nhiều hiệu quả. Thông thường những tình huống tấn công chúng ta xuất phát từ trung lộ. Ở hai biên thì các hậu vệ của Afghanistan đang chơi rất chặt chẽ. Đinh Anh Trung chính là cầu thủ chơi hay nhất trong chiến thắng 5-0 của đội tuyển Việt Nam trước Campuchia ở lượt đấu thứ tư. Cầu thủ này ghi bàn mở tỷ số và sau đó thực hiện hai pha kiến tạo cho các đồng đội. Thanh Trung là một trong ba cầu thủ của câu lạc bộ Quảng Nam có mặt ở đợt tập trung lần này, cùng với thủ môn Phạm Văn Cường và tiền vệ Nguyễn Huy Hùng, người cũng đang có mặt trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Hiện tại thì câu lạc bộ Quảng Nam chính là đội bóng đang có lợi thế nhất trong cuộc đua giành ngôi vô địch quốc gia mùa giải năm nay. Về cơ bản thì các cầu thủ Afghanistan dù đang chơi bóng cho những đội bóng hạng rất thấp ở châu Âu, nhưng việc được tiếp xúc với những nền bóng đá phát triển, những nền bóng đá rất văn minh, khiến cho đội bóng này trở thành một tập thể rất đáng gờm và không thể xem thường. Ở khu vực giữa sân thì Lương Xuân Trường đang phát huy được khả năng cầm nhịp. Anh Đức, Văn Quyết đập nhả 1-2 tốt. Văn Quyết, Đông Phương, Đinh Thanh Trung tiếp tục là một quả đá phạt trực tiếp dành cho đội tuyển Việt Nam. Một loạt những pha phối hợp nhóm ăn ý và dường như chúng ta đã thấy phảng phất những nét thú vị ở trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam sau những ngày làm việc vừa qua của các cầu thủ cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Vì huấn luyện viên người Hàn Quốc luôn yêu cầu các học trò của mình là phải thực hiện những tình huống phối hợp nhanh, ít chạm và thực hiện những pha phối hợp nhóm đông người để mở ra những khoảng trống dành cho các vị trí trên sân để có cơ hội dứt điểm. Bây giờ thì vị trí bóng đã được kéo gần hơn đến với khung thành của thủ môn Wakili. Và Công Phượng tiếp tục là cầu thủ đứng trước bóng trong quả đá phạt này. Nhưng đây là một vị trí đá phạt yêu thích của Đinh Thanh Trung. Cầu thủ đã từng ghi được rất nhiều bàn thắng ở cả trong áo đội tuyển Việt Nam lẫn giải vô địch quốc gia trong áo câu lạc bộ Quảng Nam ở vị trí như thế này. Chúng ta chờ đợi một cú đá thẳng về phía khung thành của đối phương. Đinh Thanh Trung, bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn của đội tuyển Afghanistan Wakili. Như chúng tôi đã nói, đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam chỉ cần tối thiểu một điểm là sẽ có mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2019. Nhưng chắc chắn là huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò sẽ không hướng đến một trận hòa. Chúng ta muốn nhiều hơn thế. Pha lấy bóng rất hay của Xuân Trường. Đó là tình huống mà trọng tài người Bahrain đã thổi lỗi cao chân của Công Phượng. Thế trận trên sân lại đang thuộc về phía cao thủ chúng ta. Hàng tiền vệ đang làm việc tốt ở trong những phút vừa rồi. Và cao thủ ở tuyến trên cũng đã bắt nhịp được với trận đấu một cách nhanh chóng sau một quãng thời gian gặp phải khó khăn. Chúng ta đang được theo dõi lại một cú đá phạt nhằm góc của Đinh Thanh Trung. Pha tranh chấp tốt của Huy Hùng. Những cầu thủ có phong độ cao như Huy Hùng hay là Đinh Thanh Trung cũng là những nhân tố đang giúp cho câu lạc bộ Quảng Nam đang thi đấu thành công. Vừa rồi xuất hiện trên màn hình của quý vị là giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Jürgen Gede, Âu Văn Hoàn.
một quả đá phạt nữa cho đội tuyển Việt Nam, và lần này vị trí đá phạt thậm chí còn gần hơn cả quả đá phạt cách đây ít phút do Đinh Thanh Trung thực hiện. Trong khoảng 3 buổi tập sát trận đấu này thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các học trò tập đá phạt rất nhiều. Anh Đức lúc này vẫn đang là chân sút nội tốt nhất trong thành phần đội tuyển Việt Nam. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam có rất nhiều trận đá phạt giỏi. Đó là đội trưởng Văn Quyết, là Lương Xuân Trường, là Đinh Thanh Trung, là Công Phượng, ngay cả Đoàn Văn Hậu cũng có khả năng đá phạt tuyệt vời. Đây là cơ hội rất tốt để chúng ta mở tỷ số trận đấu này. Cả sân bóng đang hồi hộp. Dứt điểm. Cú sút lần này của Đinh Thanh Trung đã không vượt qua được hàng rào của đội tuyển Afghanistan. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang tạo được thế trận tốt và gây một sức ép đáng kể lên phần sân của đội tuyển Afghanistan. Xuân Trường. Đường truyền cho Văn Quyết. Thủ môn Tuấn Mạnh đã băng ra rất xa khỏi khu vực 16m50. Hai mươi phút trận đấu đã trôi qua, tỷ số tại sân vận động Mỹ Đình vẫn đang là không đều. Trong những phút vừa rồi thì cao thủ chúng ta đã duy trì được sự nhịp nhàng, đặc biệt là trên hàng tấn công. Thêm một tình huống nữa mà Tuấn Mạnh đã tự tin ở trong việc xử lý một pha bóng bổng. Một trong những số những tình huống điển hình của đội tuyển Afghanistan ở trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng từ sân nhà sẽ được phát triển theo trục dọc lên phía trên dành cho những cầu thủ cao to và có khả năng làm tường tốt. Amin, đó chính là cầu thủ đã gỡ hòa cho đội tuyển Afghanistan trong trận đấu lượt đi. Trận đấu diễn ra tại Tajikistan. Cự ly đường hình của đội tuyển Việt Nam đang được duy trì tốt. Những cầu thủ chơi hơi lệch ra biên như là Văn Quyết hay là Đinh Thanh Trung thường xuyên lui về để hỗ trợ cho hàng phòng ngự của đội nhà. Bóng vẫn trong cuộc. Xuân Trương, pha xử lý khéo léo của tiền vệ bên phía đội tuyển Việt Nam. Khả năng tranh chấp bóng của Xuân Trường thời gian gần đây được cải thiện rất nhiều. Đường truyền của Fasanua. Đó là một tình huống đánh chặn tốt của trung vệ Ngọc Thịnh. Ở trận đấu lượt đi giữa hai đội, cặp trung vệ của đội tuyển Việt Nam là Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng.
Trọng Thịnh. Khán đài A và B của sân Mỹ Đình ngày hôm nay gần như được lấp kín. Đây là Hassan Amin, tác giả của bàn thắng gỡ hòa một đều cho đội tuyển Afghanistan ở lượt đi. Và một cú sút xa khá đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Hassan Amin. Không qua được Âu Văn Hoàn. Hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định sử dụng một cầu thủ kinh nghiệm hơn, chấn giữ hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Đó là Âu Văn Hoàn thay vì sử dụng Văn Thanh ngay từ đầu. Âu Văn Hoàn bên phía cánh phải và Đoàn Văn Hậu bên phía cánh trái đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình khi đã bịt kín ở hai biên và không cho những cầu thủ tấn công biên của đội tuyển Afghanistan có dịp thực hiện những quả tạt vào bên trong. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Otto Fischer thì Afghanistan đã chơi rất tiến bộ trong thời gian gần đây, và gần đây nhất là trận hòa 3 đều trước đội tuyển Jordani. Pha tấn công khá hay của đội tuyển Việt Nam. Đinh Thanh Trung, Huy Hùng, Đinh Thanh Trung, bóng đã ra ngoài sân. Theo quan sát của chúng tôi, đội tuyển Việt Nam dường như sắp có sự thay đổi người. Cách đến phút chúng tôi thấy trung vệ Bùi Tiến Dũng ra dấu xin thay người. Và ngay sau đó thì Đỗ Duy Mạnh đã chuẩn bị với bài khởi động nhanh cùng huấn luyện viên thể lực Martin Fokken. Và anh đã sẵn sàng vào sân. Trận đấu được tiếp tục trở lại. Duy Mạnh chuẩn bị được tung vào sân. Và Đỗ Duy Mạnh vào sân thay trung vệ Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng bị chấn thương. Và đây là một sự thay đổi người không mong muốn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bùi Tiến Dũng bị chấn thương mà không va chạm với cầu thủ nào của đối phương. Có thể Bùi Tiến Dũng đã bị tái phát chấn thương. Và tấn công xung lộ của đội tuyển Afghanistan. Cơ hội phản công cho đội tuyển Việt Nam. Văn Quyết. Và nhà bóng của Công Phượng và đường truyền của Xuân Trường. Không kịp. Một pha phối hợp đầy tự tin của các cầu thủ Việt Nam. Từ đầu trận đến giờ thì những tình huống tấn công tốt nhất của đội tuyển Việt Nam đều xoay quanh bộ ba. Bộ ba đó gồm Anh Đức, Công Phượng và Văn Quyết. Bóng đã đi hết được bên ngang. Hai đội đều cố gắng tạo ra sự bất ngờ cho hàng phòng ngự của đối thủ bằng những tình huống tăng tốc nhanh. Anh Đức vẫn là cầu thủ thi đấu cao nhất trong đội hình của chúng ta. Trong khi đó thì cả Công Phượng lẫn Văn Quyết đều có xu hướng đá lùi hơn để mở ra những tình huống tấn công bằng những tình huống đột phá của mình. Đó đều là những vị trí quen thuộc của hai cầu thủ này. Rất tốt, một tình huống bố trí phòng ngự hợp lý của đội tuyển Việt Nam. Phần lớn các cầu thủ Afghanistan đều đang thi đấu tại các giải hạng thấp ở Đức hay là ở Hà Lan.
Vì thế chúng ta có thể nhìn thấy một dáng dấp chơi bóng theo phong cách châu Âu của đội bóng này. Đoàn Văn Hậu rất tốt. Vừa rồi là đường truyền của Duy Mạnh. Xuân Trường. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn đang có được một khoảng cách tốt giữa các cầu thủ ở trên sân. Đây là trận đấu thứ 6 trong năm nay của đội tuyển Việt Nam. Trong 5 trận đã đấu năm 2017, chúng ta thắng được 2 trận, hòa 3 trận. Đó là 2 chiến thắng lượt đi và lượt về trước đội tuyển Campuchia. Với các trận hòa 1 đều trước Afghanistan ở lượt đi, trận hòa 1 đều trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa và trận hòa 0 đều trước đội tuyển Jordani. Một tình huống việt vị khá rõ của cầu thủ bên phía đội tuyển Afghanistan. Toàn có thể thay thế tốt vị trí Bùi Tiến Dũng để lại. Trung vệ không phải là vị trí quá xa lạ với Đỗ Duy Mạnh khi mà ở mùa giải năm nay, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ở câu lạc bộ Hà Nội chủ yếu sử dụng Duy Mạnh chơi ở vị trí trung vệ. Các thủ Afghanistan không chỉ khỏe, họ cũng rất khéo. Hình ảnh tuyệt vời về cổ động viên Việt Nam. Hôm nay thì tất cả đều đang rất mong chờ màn ra mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bảo vệ Afghanistan sau pha áp sát của Nguyễn Anh Đức. Rõ ràng với việc chỉ làm việc với đội tuyển Việt Nam mới được một tuần, chúng ta chưa thể kỳ vọng nhiều về tính hiệu quả trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam dưới chiều dài của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng phần nào của trận đấu ngày hôm nay cũng sẽ hé lộ về cách chơi mà huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ xây dựng cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Đường truyền của Văn Quyết, phá bật tường. Có không ít những tình huống như vậy đã được các cầu thủ chúng ta thực hiện. Đó là những pha phối hợp tam giác và truyền vào khe giữa các hậu vệ của đối phương. Và bây giờ là một quả đá phạt góc. Một đường truyền hợp lý, dứt điểm. Không thể có cú sút được thực hiện về phía công thành của đối phương. Công Phước. Trong quả đá phạt góc của mình thì đội bóng của chúng ta đã tạo ra bất ngờ cho đối thủ với một đường truyền sệt. Chắc chắn là một quả đá phạt góc dành cho đội tuyển Việt Nam. Đây là một vị trí đá phạt quen thuộc dành cho đội tuyển Việt Nam từ đầu trận đến giờ. Điều này là dễ hiểu khi mà chúng ta chủ yếu tập trung tấn công ở phía chính diện với khung thành của đối phương. Không có nhiều những tình huống đưa bóng ra biên kể từ đầu trận đến giờ. Tiếp những tình huống mất tập trung của cao thủ Việt Nam.
Đó sẽ là một quả phát bóng lên cho thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh. Và huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã ra sát đường biên để yêu cầu các học trò của mình tập trung hơn. Một động tác bật dậy rất nhanh từ trên băng ghế chỉ đạo. Và ra dấu hiệu cho thấy là các học trò cần phải có sự bình tĩnh và tập trung ở trong những tình huống xử lý ở trên sân. Huấn luyện viên Park Hang-seo là một người có cá tính mạnh mẽ. Và ông đã thể hiện điều đó không ít lần ở trong hiệp đấu ngày hôm nay khi đưa ra những chỉ đạo trực tiếp dành cho các học trò của mình thi đấu. Âu Văn Hoàn không dễ để cho Đinh Thanh Trung có thể xử lý được đường truyền vừa rồi của Âu Văn Hoàn khi anh đang bị cầu thủ đối phương đeo bám rất sát. Công Phượng. Âu Văn Hoàn. Không có nhiều khoảng trống ở trên sân và điều đó đòi hỏi các cầu thủ của hai đội đều phải đưa ra những quyết định xử lý tức thì. Công Phượng luôn là người đá lùi hơn so với Văn Quyết và Anh Đức. Có lẽ điều này để đội bóng của chúng ta có thể tận dụng được khả năng đột phá và sự di chuyển lắt léo của Công Phượng để tạo ra khoảng trống và cho những cầu thủ ở phía xung quanh anh có thể di chuyển và phù hợp với những tình huống trong khe nhanh của đội tuyển Việt Nam. Hassan Amin. Muhammad Hassan Amin. Hôm nay Hassan Amin không có nhiều cơ hội để lên tham gia tấn công. Xuân Trường. Đường chuyền chính xác cho Anh Đức. Văn Quyết. Dân lực bóng cấm của đối phương. Văn Quyết. Không được. Đường chuyền rất hay của Anh Đức cho Văn Quyết. Nhưng mà pha bóng cuối cùng thì Văn Quyết đã không còn đủ sức dướn để theo một đường bóng ở sát đường biên ngang. Ở trận đấu đang diễn ra cùng giờ trên sân của đội tuyển Campuchia thì đội chủ nhà đang bị đội tuyển Jordani dẫn với tỷ số 1-0. Xin được nhắc lại, đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam chỉ cần một điểm. Bất chấp kết quả ở trận đấu giữa đội tuyển Campuchia và đội tuyển Jordani, chúng ta sẽ chính thức góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2019. Trong khi để nuôi hy vọng mong manh giành tấm vé, đội tuyển Afghanistan buộc phải thắng trận này. Quả đá phạt bên cánh trái cho đội tuyển Afghanistan. Pha bóng bổng luôn rất nguy hiểm. Hoan hô thủ môn Tuấn Mạnh. Tuấn Mạnh một lần nữa xuất sắc cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Thực sự thì cho tới lúc này dù không tấn công nhiều nhưng đội tuyển Afghanistan mới là những người đang sở hữu những cơ hội tốt hơn chúng ta. Đã có ít nhất 2 tình huống cứu thua xuất sắc của thủ môn Tuấn Mạnh trong hiệp 1 của trận đấu này. Nhờ phản xạ tuyệt vời. Đây vẫn sẽ là một tình huống tiềm ẩn nguy hiểm đối với thủ môn, đối với khung thành của đội tuyển Việt Nam. Quả phạt góc thứ hai liên tiếp dành cho, không phải, như vậy là quả phát bóng lên cho thủ môn Tuấn Mạnh.
pha đá phạt góc vừa rồi thì một cầu thủ của đội tuyển Afghanistan đã ở thế việt vị. Anh Đức, Xuân Trường, Đinh Thanh Trung. Phòng ngự của chúng ta cần phải chơi tập trung và an toàn hơn. Có thể thấy rằng khi có điều kiện thì cao thủ Afghanistan xử lý rất nhanh những tình huống tốt của mình để tạo ra những thời cơ về phía khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh. Trong khoảng thời gian đầu và cuối hiệp đấu này thì đội tuyển Afghanistan thường gia tăng sức ép. Rất tốt. Cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Đinh Thanh Trung. Văn Quyết. Chúng ta vẫn đang vấp phải rất đông các cầu thủ đối phương. Với trời áp sát dùng thể lực của cầu thủ Afghanistan đang gây rất nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Những phút qua chúng ta không còn thực hiện được những pha phối hợp sắc nét nữa. Công Phượng. Tất nhiên là Công Phượng gặp bất lợi trong pha tranh chấp bóng vừa rồi với cầu thủ to cao bên phía đối phương, đó là Sharif Mohammad. Đây cũng là một trung vệ có khả năng đọc tình huống tốt. Đã nhiều lần ở trong hiệp đấu này, trung vệ của đội tuyển Afghanistan đã cắt bóng trong các pha phối hợp của chúng ta. Sharif Mohammad là cầu thủ đang thi đấu ở Thụy Điển cho một bóng hạng thấp là Ekin Stuna. Các cầu thủ đang phải hoạt động với một cường độ cao khi mà Afghanistan luôn chơi rất nhanh và giàu thể lực. Phải nói trên sân lúc này chúng ta đang không khác gì thi đấu với một đội tuyển châu Âu. Bởi thực chất những cầu thủ Afghanistan ở trên sân chỉ mang dòng máu Afghanistan. Còn họ thực sự là những cầu thủ bóng đá châu Âu. Huy Hùng. Quả ném biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Đây đã là những phút cuối của hiệp một trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Afghanistan. Rất khó để có thể tiếp cận được với khu vực 16-50 của đối phương. Âu Văn Hoan. Áo sát rất nhanh. Đó là vấn đề mà chúng ta phải đối mặt và sẽ phải tìm lời giải.
trước những tình huống chơi bóng giàu thể lực và có thừa sự quyết liệt của đối phương. Anh Đức, Vũ Ngọc Thịnh, gì mà đội tuyển Afghanistan đang thể hiện cho thấy họ không hề là một bóng yếu như nhiều người nghĩ. Ngay cả khi đội bóng này đang xếp cuối bảng với 2 điểm. Đó sẽ là quả đá phạt cho đội tuyển Afghanistan. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Thêm một thử thách lớn nữa dành cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Cái đấy phút là một quả trao bóng và một cú đánh đầu nguy hiểm. Những cú trao bóng rất lợi hại của đội tuyển Afghanistan. Sẽ chỉ có một phút đá bù giờ cho hiệp đấu này. Một hiệp đấu mà các cầu thủ hai bên đã thi đấu với một nhịp độ khẩn trương. Những diễn biến trên sân diễn ra liên tục và đặt các cầu thủ phải thi đấu trong một áp lực và cường độ cao. Xuân Trường, Đoàn Văn Hậu, đường chuyền chính xác dành cho Đinh Thanh Trung, vẫn không thể vượt qua được cầu thủ của đối phương. Đang chơi rất ổn định ở vị trí hậu vệ cánh trái để ngăn chặn cho Đinh Thanh Trung có thể phát huy được yếu tố kỹ thuật và những đường chuyền chính xác của mình. Pha xử lý của Văn Quyết rất hay. Đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài người Bahrain, ông Jamin Juma Mohamed đã vang lên. Hiệp một trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Afghanistan đã khép lại với tỷ số hòa 0-0. Một hiệp đấu diễn ra ở tốc độ khá tốt và ghi nhận sự nỗ lực của các cầu thủ hai đội. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi cùng trở lại với sân Mỹ Đình để theo dõi những diễn biến tiếp theo với hiệp 2 của trận đấu này. Ít nhất là 2 lần thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh phải trổ tài để cứu thua cho đội tuyển Việt Nam trong những pha đánh đầu nguy hiểm của cầu thủ đối phương. Văn Quyết vẫn là cao thủ Afghanistan. Cao thủ Afghanistan phải nói là cho tới lúc này đang tận dụng tốt lợi thế về thể hình và thể lực của mình để gây sức ép lên phía đội tuyển Việt Nam. Họ đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống không chiến mà đã 2 lần thủ môn Tuấn Mạnh phải trổ hết tài năng cứu thua được cho đội tuyển Việt Nam trong hiệp đấu đầu tiên. Lại là một pha treo bóng qua trung thành của đội tuyển Việt Nam, dứt điểm và can thiệp rất
sân trường. Lối chơi áp sát rất quyết liệt và dồn thể lực của cầu thủ Afghanistan đã khiến đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp thi đấu thứ nhất. Rất nhiều thời điểm chúng ta không thể triển khai được và phối hợp lên bóng đúng với ý đồ. Góc thị Anh Đức. Trong hiệp đầu tiên thì những cú sút của cao thủ chúng ta được thực hiện về phía thành của đối phương cũng có nhiều. Văn Quyết, một tình huống phối hợp nhanh và khá thoáng của đội tuyển Việt Nam. Hàng phòng ngự của đội tuyển Afghanistan có thể hình và có sức mạnh nhưng không phải là không có điểm yếu. Điểm yếu lớn nhất chính là khả năng xoay sở chậm chạp của các hậu vệ bên phía Afghanistan. Và đã có những trường hợp mà các cầu thủ của chúng ta đã qua người và khiến cho đối thủ buộc phải phạm lỗi. Tỷ số cho đến thời điểm này vẫn đang là 0-0. Trong khi đó, ở trận đấu được bắt đầu vào lúc 18:30 ngày hôm nay thì đội tuyển Jordani vẫn đang dẫn trước đội tuyển Campuchia với tỷ số 1-0. Afghanistan rất muốn chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Họ đã dâng cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên, chủ trương chơi áp sát và chơi pressing. Những phút đầu hiệp 1 và quãng thời gian vừa qua hiệp 2 đã cho thấy ý định đó của đội tuyển Afghanistan. Afghanistan có cơ hội phạt công và cầu thủ của chúng ta đã buộc phải phạm lỗi. Đó là tình huống trọng tài đã thổi phạt Âu Văn Hoàn. Trừ khả năng trong hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thay Văn Hoàn ra và tung Văn Thanh vào để tạo thêm nét đột biến, nét mới trong lối chơi tấn công biên. Trên khán đài của sân Mỹ Đình ngày hôm nay, dự khán trận đấu có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, một vị khách đặc biệt tại sân Mỹ Đình để theo dõi các cầu thủ của chúng ta thi đấu ở trận đấu ngày hôm nay. Sẽ tiếp tục là một quả trao bóng nữa của đội tuyển Afghanistan. Tuấn Mạnh rất quyết đoán. Và đó là một quyết định xử lý chính xác của Tuấn Mạnh để mở ra một cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Xuân Trương không được. Vẫn chưa có đủ người ở trong những tình huống tấn công của đội bóng chúng ta. Tất cả những phương án tấn công đều xoay quanh bộ ba là Công Phượng, Văn Quyết và Anh Đức. Những cầu thủ còn lại trong đó đáng chú ý là Lương Xuân Trường đều đang phải lùi về khá sâu để tham gia hỗ trợ cho các cầu thủ ở bên phần sân nhà. Văn Quyết chúng ta thấy thật thường xuyên lùi sâu bên phần sân nhà. Anh Đức. Bóng đã đến từ bên ngang. Quả thật là không hề dễ dàng trong những tình huống lên bóng nhanh dành cho các cầu thủ của chúng ta. Những mắt xích ở phía trên đều rất cố gắng thực hiện những tình huống phối hợp ít chạm và nhanh để mở ra cánh cửa và tạo ra khoảng trống. Nhưng chắc chắn là điều này không hề dễ dàng. Số lần xâm nhập vòng cấm địa của cao thủ chúng ta là không có nhiều.
một góc máy ấn tượng về một góc khán đài đỏ rực tại sân Mỹ Đình, nơi mà những cổ động viên đã hát hò không biết mệt mỏi để cổ vũ và tạo nên một bầu không khí sôi động dành cho cao thủ Việt Nam. Và cản phá tốt của Đoàn Văn Hậu. Huy Hùng, Âu Văn Hoàng, Xuân Trường. Xuân Trường đã bị phạm lỗi từ phía sau, pha phạm lỗi của Amiri. Công Phượng, Xuân Trường vẫn là cầu thủ Việt Nam. Âu Văn Hoàn, đường truyền đã bị đọc bài và đánh đầu phá bóng không tốt của Duy Mạnh. Amiri, một loạt những tình huống cho thấy là các cầu thủ Afghanistan khá bối rối trong những pha qua người hay những pha ngoặt bóng nhanh của cầu thủ Việt Nam. Đây cũng là thẻ vàng đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay. Huy Hùng, Âu Văn Hoàn, đây là Vũ Ngọc Thịnh, một cầu thủ có lối chơi rất lì lợm. Những cầu thủ có độ lì cao của đội tuyển Việt Nam như là Vũ Ngọc Thịnh, như là thủ môn Tuấn Mạnh hay Anh Đức là những người rất thích hợp ở trong những trận đấu căng thẳng như thế này. Lỗi Việt Vị, đã có lỗi Việt Vị với cầu thủ băng lên bên phía đội tuyển Afghanistan. Afghanistan không chỉ khỏe còn rất khéo.
Đường truyền không đúng địa chỉ của cầu thủ Afghanistan. Duy Mạnh, Thanh Trung, Văn Hoàn, Lương Xuân Trường. Pha mở bóng rất thoáng sang cho Đoàn Văn Hậu. Amiri. Văn Quyết. Tranh chấp tại đội thì phần thắng thường thuộc về cao thủ Afghanistan. Đinh Thanh Trung, rồi phản công cho đội tuyển Việt Nam. Công Phượng, Công Phượng không thể có một pha đột phá thành công. Chúng tôi quan sát thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo đã ra hiệu chuẩn bị thay cầu thủ thứ hai cho đội tuyển Việt Nam, và chúng tôi thấy là hoàn toàn đã chạy lại khu vực thay người. Khéo, rất nhanh và có khả năng tạo đột biến sẽ được tung vào sân. Công Phượng liên tục là những pha qua người cầu thủ đối phương đến từ Công Phượng. Công Phượng ngày hôm nay có rất nhiều những pha đi bóng sâu thẳng từ phía dưới lên, và vừa rồi thì cầu thủ hậu vệ của Afghanistan đã phải nhận thẻ vàng, đó là Sharif Mohammad, một trong những cầu thủ đã rất ổn định nơi hàng phòng ngự của Afghanistan từ đầu trận đến giờ. Những phút sắp tới thì có thể là độ lắt léo, những pha biến chuyển bất ngờ và những tình huống chạy cắt mặt trong những đợt lên bóng của đội tuyển Việt Nam sẽ tăng lên với sự có mặt của Văn Toàn. Văn Quyết. Vũ Ngọc Thịnh. Chúng ta chỉ cần một kết quả hòa là sẽ chính thức giành vé dự Asian Cup 2019. Và đó là một ưu thế dành cho đội tuyển Việt Nam để có thể xác lập một thế trận phù hợp với mục tiêu này. Duy Mạnh đã cản phá tốt. Nhìn chung là hai vị trí ở hàng trung vệ là Duy Mạnh và Ngọc Thịnh đều đã lập tức tìm được sự ăn ý cùng nhau. Và bây giờ là sự thay đổi người bên phía đội tuyển Việt Nam với việc Văn Toàn vào sân. Và cầu thủ đứng ra nghỉ sẽ là Công Phượng. Công Phượng đã hoạt động hết sức sông sáo ở trận đấu này nhưng lối chơi chưa hiệu quả. Và những pha đi bóng lắt léo, Văn Toàn chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn và sự xáo trộn cho hàng phòng ngự của đội tuyển Afghanistan. Công Phượng rời sân và lập tức nhận được một cái ôm từ phía huấn luyện viên Park Hang-seo, một cử chỉ để tạo ra sự thân mật và mang tính động viên rất cao mà huấn luyện viên Park Hang-seo vừa dành cho học trò của mình. Cả hai thẻ vàng cho đến thời điểm này của trận đấu đều thuộc về cao thủ Afghanistan. Đội khách đã áp sát và chịu khó phạm lỗi. Văn Toàn. Đường chuyền tốt dành cho Văn Quyết. Vẫn là cao thủ đội tuyển Việt Nam. Rất hay. Văn Quyết.
Một pha bóng triển khai ở tốc độ rất cao mà cao thủ của chúng ta đã thực hiện tình huống phối hợp 1-2. Bên phía đội tuyển Afghanistan, số 19 Omid Bukhazay vào sân thay cầu thủ đội trưởng số 10 Faisal Saest. Tranh chấp tay đôi. Pha đi bóng rất khéo của Hassan Amin. Đã có một pha phạm lỗi. Người đeo ở tình huống này là số 7 Zubair Amiri. Vũ Ngọc Thị, Xuân Trường. Cho đội tuyển Afghanistan. Đó là pha cào chân của Văn Toàn, tác giả của bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu lượt đi cho đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 64. Nhưng chỉ sau đó chưa đến 10 phút thì đội tuyển Afghanistan đã có bàn gỡ hòa. Một pha treo bóng bổng rất nguy hiểm. Huy Hùng. Ok. Cầu thủ đội bạn có sức dướn rất tốt. Không được. Pha bóng lỡ nhịp Huy Hùng. Một pha va chạm mạnh giữa cầu thủ Afghanistan và thủ môn Tuấn Mạnh. Cầu thủ đang bị đau bên phía Afghanistan đó là số 4 Harun Farudin. Đó tiếp tục là một pha bóng mà thủ môn Tuấn Mạnh đã có được một giải pháp rất an toàn và dũng cảm. Pha va chạm rất mạnh giữa cầu thủ của hai đội. Tuấn Mạnh đang là một cầu thủ có phong độ rất cao ở trận đấu ngày hôm nay. Những quyết định ra vào và những tình huống cản phá của Tuấn Mạnh đều đảm bảo độ an toàn lớn dành cho khung thành của đội nhà. Huấn luyện viên Otto Fischer năm nay đã 79 tuổi. Một trong những huấn luyện viên nhiều tuổi nhất của bóng đá thế giới hiện tại và là một trong những huấn luyện viên dẫn dắt rất nhiều những đội tuyển quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở hai khu vực là châu Á và châu Phi. Ông đã từng đưa đội tuyển Ả Rập Xê Út vượt qua vòng loại để góp mặt tại World Cup 1998. Và huấn luyện viên này cũng đã dẫn dắt đội tuyển Togo thi đấu tại World Cup năm 2006. Trong sự nghiệp cầm quân 56 năm của mình, Otto Fischer đã dẫn dắt hơn 20 câu lạc bộ và các đội tuyển quốc gia. Trong buổi họp báo trước trận đấu thì Otto Fischer đã nói một câu rất hay, và trong bóng đá không có tuổi tác, chỉ có niềm đam mê và tình yêu.
một loạt những khoảnh khắc dịu dàng có và quyết liệt cũng có tại sân Mỹ Đình ở trong những phút vừa qua. Lúc này thì trận đấu giữa hai đội tuyển Campuchia và Jordani cũng đã khép lại và tỷ số chung cuộc của trận đấu là 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Jordani. Với kết quả này và với những diễn biến ở trên sân của trận đấu giữa Việt Nam và Afghanistan, cho đến thời điểm hiện tại thì sau lượt đấu thứ 5 này, vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng chắc chắn vẫn thuộc về đội tuyển Jordani với 11 điểm sau 5 lượt trận. Và như vậy chúng ta cũng đã xác định được một đội chính thức giành vé và một đội chính thức bị loại. Văn Quyết và đường bóng vào. Có cảm giác chúng ta vẫn hơi thiếu một thứ gì đó ở những đường bóng cuối cùng trong trận đấu ngày hôm nay. Huy Hùng. Park Hang-seo lúc này chỉ còn một quyền thay đổi người. Xuân Trường, Vũ Ngọc Thịnh, Xuân Trường, Đoàn Văn Hậu. Bóng lên trên Phát Toàn và tỉa bóng ra cánh phải rất hay. Tô Văn Hoàn. Bàn thắng đã đến rất gần với tiền đạo Anh Đức của chúng ta. Một cú đánh đầu cận thành nhưng bóng đã đi vào xà ngang, thật đáng tiếc. Chúng ta cùng xem lại cú đánh đầu của Anh Đức. Bóng đã qua tầm cản phá của số 4 Farudin. Thật đáng tiếc khi mà Âu Văn Hoàn đã có một đường truyền như đặt dành cho Anh Đức ở khu vực 5m50 nhưng cuối đầu là quá cao so với thành của đội tuyển Afghanistan. Thêm một sự thay đổi người nữa bên phía đội tuyển Afghanistan. Số 9 là Khayba Mani đã vào sân để thay thế cho cầu thủ mang áo số 11, đó là Amiri. Bây giờ là phút thứ 70 và rõ ràng Afghanistan là đội bóng sốt ruột hơn và sẽ cần phải khẩn trương hơn. Chúng ta còn cách tấm vé dự Asian Cup 2019 có 20 phút nữa. Với một kết quả hòa là đủ để đội bóng của chúng ta sẽ có mặt tại Asian Cup 2019. Đinh Thành Trung không hề có tình huống phạm lỗi từ phía các thủ Afghanistan. Cầu thủ Jordani đã chính thức giành vé và lúc này thì cuộc cạnh tranh tấm vé thứ hai sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Afghanistan. Campuchia sau trận thua trên sân nhà cũng đã chính thức bị loại. Không có gì nguy hiểm cho thủ môn Tuấn Mạnh. Khả năng kiểm soát khoảng không phán đoán tình huống của thủ môn Tuấn Mạnh ở trận đấu ngày hôm nay là rất tốt. Bám sát rất nhanh của cầu thủ Afghanistan. Các thủ khách đang thi đấu rất khẩn trương vì họ biết rằng nếu chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay thì cơ hội này rất sáng.
Hoàng Văn Hậu. Quang ơi! Trận đấu đang đến giai đoạn có thể nói là kịch tính nhất. Cánh phải không có ai kèm cầu thủ mặc áo số 7 của đội tuyển Afghanistan, nhưng trung vệ Vũ Ngọc Thịnh đã can thiệp kịp thời. Đường chuyền hơi mạnh dành cho Đinh Thanh Trung. Bây giờ thì Đinh Thanh Trung đã được bố trí ra sang bên phía cánh trái và cánh phải. Phạm vi hoạt động của Thanh Trung ở trong hiệp 1 bây giờ đang thuộc về Văn Toàn. Huy Hùng. Vũ Ngọc Thịnh. Đây là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam rất cần giữ được sự bình tĩnh và tập trung. Một tình huống việt vị của cầu thủ Afghanistan. Các trọng tài người Bahrain đã ban lỗi chính xác. Anh Đức, Văn Toàn, rất nhanh, vẫn là Văn Toàn, không được. Không vượt qua được Vũ Ngọc Thịnh. Pha cản phá rất tốt của Đoàn Văn Hậu. Sân Mỹ Đình hôm nay đón tiếp hơn 28.000 người đến theo dõi trận đấu này, con số khá ấn tượng. Chúng ta cần phải quyết đoán. Anh Đức thành công cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ của Afghanistan buộc phải phạm lỗi với anh Đức để ngăn cản một tình huống phản công nhanh của đội chủ nhà. Anh Đức, Ngọc Thịnh. Vũ Ngọc Thịnh đã chơi rất tốt ở trận đấu ngày hôm nay. Xuân Trường, đường truyền về có phần hơi thoát tim của Xuân Trường. Huy Hùng, trong lúc Tuấn Anh chưa trở lại đội tuyển quốc gia, Huy Hùng đang là đối tác số 1 của Xuân Trường. Khu vực giữa sân. Tình huống mang ra chọn vị trí tốt của thủ môn bên phía đội tuyển Afghanistan, Wakili. Sự có mặt của Văn Toàn ở bên phía hành lang cánh phải đã tạo ra những nét mới mẻ trong những tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam. Một pha thoát xuống nhanh. Ở bên phía hành lang cánh phải. Và bây giờ thì một cầu thủ có lối chơi kỹ thuật khác và có khả năng sút xa tốt bên phía đội tuyển Việt Nam là Quang Hải cũng đang sẵn sàng để vào sân. Thank you.
rất nguy hiểm. Đoàn Văn Hậu đã có một tình huống đưa bóng lên không thật sự an toàn. Và vẫn là lúc mà Afghanistan gây ra sức ép. Với tất cả những gì mà anh đang làm ở trên sân để tạo ra sự yên tâm cho các cổ động viên đội tuyển Việt Nam. Những phút giây mà các cầu thủ hai bên đang chơi với một sự tập trung tối đa. Đường chuyển hướng tấn công bất ngờ sang bên phía cánh trái dành cho Đinh Thanh Trung. Quang Hải sẽ vào sân để thay Đinh Thanh Trung. Một cầu thủ thuận chân trái vào thay một cầu thủ thuận chân trái khác. Ở đợt tập trung lần này thì hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Hà Nội là hai đội đóng góp nhiều cầu thủ nhất với 4 người mỗi đội. Quang Hải hơi quá tầm với của Văn Toàn. Một bàn giây. Một bàn giây. Pha phạm lỗi của Quang Hải. Cầu thủ Afghanistan đang tăng tốc. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này chỉ còn lại khoảng 10 phút. Thêm một pha bóng mà khung thành của chúng ta chắc chắn sẽ chịu phải sức ép lớn. Tiếp tục là một pha lựa chọn chính xác của thủ môn Tuấn Mạnh. Tuấn Mạnh xứng đáng là cầu thủ hay nhất bên phía đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Với rất nhiều những tình huống ra vào rất hợp lý. Sau pha bóng vừa rồi thì thủ môn của đội tuyển Việt Nam đã bị đau. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã rất chính xác khi lựa chọn thủ môn Tuấn Mạnh đứng trong khung thành của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Thêm một tình huống va chạm rất mạnh nữa với số 4 Fakhruddin. Trong tất cả những tình huống ra vào của mình thì Tuấn Mạnh đều xử lý rất dũng mãnh và quyết đoán. Đây là một cú chơi bóng ở một tầm rất vừa với những tình huống băng vào đầy sức mạnh và tốc độ của các cầu thủ áo trắng. Và Tuấn Mạnh cũng đã có một phán đoán và hướng xử lý rất chuẩn xác, giống như những gì mà anh đã làm từ đầu trận đến giờ. Phút thứ 82, trận đấu tại sân Mỹ Đình và tỷ số vẫn đang là 0-0. Góc khán đài sôi động và náo nhiệt nhất tại sân Mỹ Đình ngày hôm nay.
khi mà các cổ động viên đã cùng nhau tạo ra một góc sân đỏ rực. Bây giờ trận đấu sẽ lại được tiếp tục. Anh Đức rất thoáng, Xuân Trường vẫn là Lưu Xuân Trường, dứt điểm. Lần đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay, Xuân Trường mới có được một khoảng trống để dứt điểm, và đó hoàn toàn là một cú đá có ý đồ đưa bóng về phía góc cao không thành của đội tuyển Afghanistan. Một loạt những pha xử lý ăn ý. Một trận đấu ở cường độ rất cao và đặc biệt là vất vả với các tiền vệ như là Xuân Trường hay Huy Hùng khi liên tục phải tham gia vào những tình huống tranh chấp tay đôi. Đã có thêm sự thay đổi người bên phía đội tuyển Afghanistan. Và đó là một sự tăng cường khác cho khả năng tấn công của đội tuyển Afghanistan. Khi tiền đạo Amir Sharifi mang áo số 18 đã vào sân, ông Otto Fischer đã quyết định bớt đi một cầu thủ phòng ngự và thay vào sân là một cầu thủ tấn công. Một quyết định dễ hiểu khi thời gian còn lại của trận đấu chỉ còn là 5 phút. Một tình huống mà các thủ tấn công của Afghanistan có quá nhiều những khoảng trống và thời cơ. Và đội bạn hiểu rằng không thể dễ dàng lại có thêm một tình huống như vậy nữa khi mà thời gian còn lại của trận đấu chỉ còn là 5 phút nữa mà thôi. Chúng ta thực sự đã gặp may khi không phải nhận bàn thua ở tình huống tấn công vừa rồi của Afghanistan. Người đã rất gần bàn thắng trong tình huống vừa rồi là số 7 Zubair Amiri. Trong sân Amiri thời điểm rất quan trọng và chúng ta cần phải giữ được sự tập trung tối đa. Hassan Amin của cầu thủ Afghanistan vẫn còn rất tốt. Amani nguy hiểm. Và đánh đầu trong tư thế với của cầu thủ Afghanistan. Tình huống không chiến của Amir Sharifi. Đây cũng chính là cách tốt nhất và phù hợp nhất với cầu thủ Afghanistan để có thể hy vọng ở bàn thắng. Bởi họ đang chạy đua với thời gian.
Thế trận trên sân lúc này rất rõ nét. Afghanistan đang dồn toàn lực để tấn công, còn các cầu thủ của chúng ta đang tập trung để phòng ngự. Ngoài sân lúc này, huấn luyện viên của đội tuyển Afghanistan Otto Fischer đã có những phản ứng rất quyết liệt với trọng tài. Như vậy là tiền đạo Anh Đức của chúng ta đã phải nhận thẻ vàng. Có lẽ là do lỗi ngăn cản cầu thủ đối phương đưa bóng vào cuộc. Nguy hiểm. Và phản ứng kịp thời của Anh Đức. Một số vị trí của chúng ta đã xuống sức rồi. Không hề dễ dàng khi phải thi đấu tay đôi với các cầu thủ Afghanistan về mặt thể lực, đặc biệt là trong những phút cuối cùng này. Tiếp tục là một tình huống phá bóng lên. Một tình huống để bóng lên nữa. Vẫn còn rất nhiều nguy cơ đối với khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh. Đây không khác gì một màn tra tấn thể lực với các cầu thủ Việt Nam. Đã có lỗi của cầu thủ Afghanistan với Anh Đức. Trong vòng ít phút thì Anh Đức đã có liên tục những tình huống tham gia phòng ngự rất hiệu quả. Đây cũng là một điều phù hợp khi Anh Đức lui về. Bởi với một cầu thủ có thể hình và khả năng đánh đầu tốt như Anh Đức thì anh sẽ là một sự bổ sung lý tưởng cho các cầu thủ phòng ngự để đối phó với những tình huống treo bóng bổng của đối phương. Đã bù giờ nữa dành cho trận đấu này. Quãng thời gian rất hồi hộp tại sân Mỹ Đình. Afghanistan đang tăng cường sức ép. Tiếp tục là một tình huống khác mà thủ môn Tuấn Mạnh đã xử lý thành công. Tuấn Mạnh bắt rất chắc chắn ở trận đấu ngày hôm nay. Văn Hậu, Quang Hải, Lương Xuân Trường rất thoáng. Văn Quyết, Quang Hải, cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải chuyền bóng vào Anh Đức. Làm gì? Văn Toàn vẫn là cầu thủ của chúng ta. Anh Đức. Âu Văn Hoàn di chuyển cho Văn Toàn, vẫn là Văn Toàn. Văn Quyết không được. Cầu thủ của Afghanistan đã buộc phải phá bóng ra ngoài sân. Điều chúng ta cần làm lúc này là một thế trận chắc chắn, giữ bóng chắc trong sân. Đúng là những giây phút nghẹt thở. Bây giờ thì đội tuyển Afghanistan luôn chọn giải pháp là phất bóng ngay từ bên phần sân nhà lên phía trên để tiết kiệm thời gian phân phối bóng. Văn Quyết
quả đá phạt dành cho đội tuyển Việt Nam. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số này thì cục diện tại bảng C sẽ an bài sau lượt trận thứ 5. Quang Hải sút xa. Cú sút chưa đủ lực của Quang Hải. Và ngay sau khi đội tuyển của chúng ta có được một cú dứt điểm thì ban huấn luyện đã lập tức yêu cầu các cầu thủ phải quay về ngay. Đường chuyền lên của Quang Hải dành cho anh Đức. Bây giờ là yêu cầu phòng ngự. Tiếng còi bắn cột đã vang lên. Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Asian Cup 2019 sau một trận đấu quả cảm của cao thủ với rất nhiều áp lực mà đối phương đã tạo ra. Nhưng chúng ta đã đứng vững ở trên sân và có được một kết cầu hòa quan trọng để chính thức giành quyền lọt vào vòng chung kết của Asian Cup năm 2019. Một trận đấu ra mắt thành công và nhiều may mắn, rất thuận lợi của huấn luyện viên Park Hang-seo trên cương vị là huấn luyện trưởng của đội tuyển Việt Nam. Xin được chúc mừng huấn luyện viên Park Hang-seo và cũng xin được chúc mừng các cầu thủ đã mang đến một trận đấu hay và giàu cảm xúc dành cho người hâm mộ. Xin được cảm ơn thủ môn Tuấn Mạnh với những pha cản phá xuất sắc trong trận đấu ngày hôm nay. Quý vị thân mến, sau đến phút xin mời quý vị cùng quay trở lại với trường quay của Đài Truyền Việt Nam để đến với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.